Các bạn thì hôm nay mình có nhận được một ký kẹo của kẹo miền Đông gửi tặng mình dùng thử. Thì trước mắt thì mình đánh giá kẹo như thế này. Kẹo kẹo ký mà là đẹp, so với mình thấy là kẹo ký này khá đẹp. Rất đẹp. Bạn xem đó. Vấy đều hai bên, vấy sâu đẹp lắm. Kẹo này theo mình đánh giá là kẹo ký khá đẹp. Rồi mình cũng gửi lời cảm ơn kẹo miền Đông nhiều để mình test thử coi kẹo đó chậm hay ăn thịt như thế nào, rồi cái có gì mình ủng hộ bạn ha. Cảm ơn bạn nhiều. Phải tới đó, một là chậm, hai là siết, phải lên tới. Đã rồi, con quỷ nó kêu này. Đi ăn chắc luôn rồi, bỏ luôn rồi kia. Ok, lấy. Rút trong nó mấy con nữa kìa. Giờ nó bắn ngay. Chết mẹ rồi, nó đó luôn, phải đập tay luôn. Không, yên thái.